Nếu các bạn hỏi tôi cảm nhận về chiếc laptop này ấy, thì tôi chỉ có một từ duy nhất thôi, đó chính là phê. Chào mừng đã quay trở lại. Tôi là Quang và video này sẽ để mổ sẻ trải nghiệm của tôi sau một tháng về Alienware M15R6, chiếc laptop gaming cao cấp đến từ Dell vừa mới cập bến tại thị trường Việt Nam. Thứ trực quan đầu tiên làm tôi hài lòng ấy, đó chính là màn hình 15,6 inch Quad HD Vâng, Quad HD với tần số quét 240Hz cùng với tốc độ 2ms Và tất nhiên rồi chúng ta sẽ có hỗ trợ NVIDIA G-Sync à, Với bản thân tôi thì cái màn hình 144Hz đã trở nên quá quen thuộc và nhàm chán Chúng ta cần phải nâng cấp lên 240Hz thậm chí là cao hơn nữa để tạo cái sự hưng phấn à, Các game bắn súng, 4 à, đòi hỏi tốc độ cao nay đã trở nên mượt mà, không còn giật lag, không còn bóng mở nữa Chơi game thua thì không thể đổ tại máy nữa rồi Màn hình này không chỉ chơi game tốt mà làm đồ họa cũng cực kỳ ngon bởi có cái giải phủ màu lên tới 100% DCI-P3 cùng với độ sáng lên tới 400 nit. Để gánh được cái quả màn hình này, tất nhiên cấu hình cũng không thể kém. Chúng ta sẽ có là CPU Intel Core i7 11800 h 8 x 16 luồng thế hệ 11 mới nhất cùng với các đồ họa Nvidia RTX 3070 8GB và đi kèm với nó chắc chắn sẽ là tính năng NVA FN Optimus để tối ưu hóa hiệu năng của các quả rơi Tên nhẹ Cinebench R23 thì Alienware M15 R6 thật sự là quái vật khi CPU nhảy dựng và luôn giữ ở mức 100W TDP Điểm số đạt gần 14.000, quá khủng cho một chiếc laptop Hiệu năng tổng quan test với 3 điểm Mark 5 cũng rất mạnh với gần gần 23.000 điểm. Tôi đã giả lập và stress cả CPU và GPU cùng một lúc để kiểm tra cái hiệu năng tản nhiệt của cái tản nhiệt 4 ống đồng và hai quạt lớn của Alienware M15R6. Khá bất ngờ với tổng TDP là 170W gồm có CPU 45W và GPU 125W mà nhiệt độ chỉ có 87 cho CPU cùng với 77 cho GPU dù quạt quay khá là ổn. FPS trong game cao, ổn định, chơi game không thể chê vào đâu được Tiếp theo là bàn phím ý Nhìn vào bàn phím này Đây là bàn phím gaming dưới 100 triệu tốt nhất mà tôi từng được trải nghiệm Nó làm cho những cái quảng cáo về bàn phím laptop gaming của các thương hiệu khác ấy trở thành một cái gì đó giống trò cười Chúng ta có ở đây là bàn phím cơ Cherry MX Ultra Low Profile Made in Germany Wow Hành trình phím tới 1,8mm Cảm giác clicky cùng với lực nhấn tới 65g làm siêu lòng bất kỳ anh em game thủ nào taspert mượt, vừa đủ dùng nhưng cũng không có gì đặc biệt. Cuối cùng, tôi muốn nói đến một thứ rất 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 quan trọng trong quyết định mua Alienware của các bạn, đó chính là thiết kế một phong cách vô cùng đặc trưng, vô cùng phi thuyền với logo LED ở mặt A, nút nguồn LED, LED bàn phím RGB cùng với giải LED tuyệt đẹp đằng sau lưng máy. Tất cả đều có thể tùy chỉnh RGB trên ứng dụng. Giá mà cái cục nguồn này cũng có logo LED RGB nữa thì thật là hết nước chấm luôn. <laughs> <laughs> lớp vỏ máy được gia công cao cấp cùng với phần sơn đen phủ bóng mờ tạo cảm giác sang trọng và xịn sò Tuy nhiên thì lớp sơn này khá là bám vân tay cùng với vỏ máy còn một chút xíu flex nằm ở trong mức chấp nhận được Với kết nối, ngoài Wi-Fi 6 killer chứa danh thì chúng ta còn có Thunderbolt 4, HDMI 2.1, killer LAN cùng USB-A Tất cả đều được bố trí rất khoa học Tất cả những điều vừa rồi chắc chắn là đủ để nói về quái vật Alienware M15R6 chiếc máy có hiệu năng khủng nằm trong thân hình cực kỳ gọn gàng. Còn chần chừ gì nữa mà không mua ngay máy về để trải nghiệm và chia sẻ cảm nhận của bạn ở trong phần bình luận dưới video. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.